có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời. Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà trên đời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời. Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà tràn thành ân. Con xin Ngài soi sáng trí tâm, lũ đi tìm ân phúc muôn đời. Lo vuông tròn tình nghĩa với nhau, kêu hết mọi người như Chúa yêu mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời. Hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà yêu mến.